Chú. Mai chưa ngủ hả? Tôi nhớ Mai quá. Chú. Tôi thương chú. Mai mà. Ở nhà đông người lắm, người ta nhìn thấy thì kỳ lắm chú à. Tôi nhớ Mai. Chiều tôi đi. Tôi yêu Mai mà. Mai. Chú. Mai. Ở trong nhà nhiều người lắm, người ta thấy tới tay cô kỳ lắm chú à. Không sao đâu, bà đi chùa rồi. Mà nếu bà biết á cũng không sao đâu. Mai. Chú. Để tai tiếng không có hay đâu. Bộ chú không sợ con trai chú biết hả? Chú phải giữ tôn nghiêm một chút cho mình chứ. Đừng có để con trai chú không có kính trọng chú nữa. Chú coi đi, giấy tờ gì mà lộn xộn hết như vậy. Đáng lý ra là phải thu lại 150 triệu đồng, nhưng mà bây giờ trong giấy thu được chỉ có 100 triệu, còn 50 triệu đâu hả chú? Đúng rồi. Tại sao bên kế toán làm sai sót như vậy chứ? Để chú điện thoại hỏi coi. Chú, không phải là bên kế toán đâu, mà là anh Tính với cô thư ký của anh ta đó. Mấy cái giấy tờ này cháu nhận từ tay của họ đó. Được rồi. Cậu hả? Qua đây gặp tôi gấp. Đây nè chú, chú coi đi. Chỗ này nè, đáng lý là phải kê khai rõ ràng chứ. Vô đi. Dạ, chú tìm con có chuyện gì ạ? À? Tôi đã xem kỹ biên lai này rồi. Có hai điểm không hợp lý. Cậu giải thích cho tôi nghe coi. Không hợp lý là không hợp lý làm sao? Con vẫn chưa hiểu. Anh coi lại hóa đơn này đi. Mã số hóa đơn là CTH2009 ngày 15 tháng 4. Đáng lý ra anh phải thu của Bảo Châu Duyên là 150 triệu đồng. Tại sao trong giấy nộp tiền chỉ có 100 triệu? 50 triệu còn lại đâu hả anh Tính? Cậu là người quản lý trực tiếp thu tiền. Tại sao nộp cho cái toán chỉ có 100 triệu thôi? Còn 50 triệu nữa, nó đang nằm đâu? Con tưởng chuyện gì? Chuyện này đáng lý ra con phải nói với chú. Thật sự là con chỉ nộp bên kế toán 100 triệu thôi. Còn 50 triệu bên Bảo Châu Duyên vẫn còn đang nợ chú à. Nếu như nợ, anh phải có giấy tờ nợ rõ ràng chứ. Tại sao trong lúc nộp tiền anh không ghi rõ? Dạ chú, tại mấy bữa nay con cũng lu bu quá, con chưa báo với chú được. Nếu chú không tin tưởng con á, chú hãy điện qua bên Bảo Châu Duyên để xác minh lại. Thôi thôi được rồi. Nhưng lần sau nhớ lưu ý, đừng có sai sót như vậy nữa nghe chưa. Dạ, nếu không còn chuyện gì con xin phép về phòng làm việc. Chào chú. Chú, cháu nghĩ là không phải do sơ sót đâu chú, mà là anh ta cố tình đó chú. Nếu như mà mình không biết thì coi như anh ta bỏ túi 50 triệu đó chú. Chú biết chứ. Chú còn lạ gì tánh tình tham lam của thằng này nữa. Chú, nếu biết anh ta không đáng tin như vậy thì mình giữ làm gì? Chú cho anh nghỉ việc đi chú. Không được. Tại sao lại không được? Cháu không hiểu đâu. Giữa chú và cậu ta còn nhiều gút mắt lắm, chưa đến lúc thích hợp. Cháu hiểu không? Gã đó là thân tín của ông ta. Những chuyện ông ta làm hắn ta là người biết rõ. Chính vì vậy mà ông ta sẽ không bao giờ trở mặt lại với hắn. Con muốn qua chuyện lần này, ông ta sẽ không để cho hắn qua mặt nữa đâu ba. Con phải tận dụng vào điểm này, tạo ra mối hiềm khích của họ, càng lớn càng tốt. Ba có việc này, ba cần con phải nghĩ cách giúp ba. Chuyện gì ba? Ba muốn nhờ con nghĩ cách giúp ba ra vào biệt thự Trường Thịnh. Chuyện này... Ba muốn giúp con một tay, để con làm một mình, ba không yên tâm. Ba không cần phải lo cho con chuyện đó. Bây giờ con nói gì ông ta cũng nghe hết. Không bao lâu nữa, ông ta sẽ phải nếm trải mùi vị gia đình ly tán. Bản thân sẽ trở thành một kẻ trắng tay. Ba nói rồi, con phải nghĩ cách để ba vào được nhà đó.
với sức của mình con. Con không thể làm gì được lão cáo già đó ngay đâu. Ủa, anh Bảo, đi đâu mà vội vậy? Anh ở ngoài có việc chút. Em tìm Nam hả? Anh Nam đâu? Nó xuống thành phố rồi. Sao anh đi vội dữ vậy? Hôm trước em mới gặp ảnh mà. Ảnh có nói gì cho em nghe đâu. Có trục trặc gì đó với hợp đồng trong siêu thị, nên là như nhắn nó xuống dưới rồi. Thôi anh đi nha, có gì nói chuyện sau. Siêu thị, siêu thị cái gì? Con nhỏ Ý Nhi này là dở trò nữa rồi. Bộ tưởng có cơ hội gần anh Nam là như ý muốn sao? Đừng có mơ. Con phải biết vị trí của con ở đâu. Hãy về đúng vị trí của mình đi. Đó mới là mục tiêu của chúng ta. Con nhớ đó. Con phải biết vị trí của mình ở đâu. Con phải biết vị trí của mình ở đâu. Cậu đừng có tưởng là đem chuyện nó ra làm khó được tôi. Ông viện cớ vu oan tôi, rốt cuộc cũng chỉ muốn hất cẳng tôi thôi. Tôi nói đúng không? Quan được, làm gì có chuyện đó. Tao không có thời gian đâu bày ra mấy chuyện đó. Tôi ngồi đây được không? Hình như hôm nay anh có chuyện buồn thì phải. Sao vậy? Cứ coi như tôi là bạn của anh đi. Tôi lắng nghe anh tâm sự nè. Cái lão già đó kêu cô tới để làm trò hề trước mặt tôi chứ gì. Thật là tệ. Cô diễn tệ lắm. Rất là tệ, cô biết không? Từ từ đã. Tôi biết là anh chưa có say. Đừng có để tôi thấy thất vọng vì đặt niềm tin vô anh chứ. Anh tính thất vọng? Thật lòng mà nói, ngay từ khi bước chân vô công ty, tôi đã biết anh là người có tài. Nhưng tiếc quá, chắc là tại vì hai đứa mình không hiểu nhau, vô tình anh lại xem tôi là cái gai trong mắt của anh. Vậy thì sao chứ? Rõ ràng là cô đang thắng tôi. Lão ta tin tưởng cô, giao mọi quyền hành trong công ty cho cô. Cả cái công ty, ai mà chẳng biết chuyện đó. Cô là tình nhân của ông ta. Lão già đó hết lòng thương yêu, nuông chiều cô. Tôi thua là phải. Tiếc quá, tôi lại không biết tận dụng những lợi thế đó để thu lợi cho mình. Hình như tôi nhớ anh đã từng nói một câu: có làm được gì cho bản thân khi là một kẻ trung thành ngu muội hả? Kẻ trung thành ngu muội. Tôi đã bắt đầu cảm thấy thích cô rồi đó. Tôi không dạy gì làm tình nhân của một ông già chỉ để lấy vài đồng bạc nhỏ đâu. Cái tôi cần là những thứ lớn hơn. Anh có nói tôi tham vọng cũng được, nhưng tôi không bao giờ chấp nhận phải luồn cúi trước mặt lão già đó đâu. Hừ.
tố. Alo, Mai nghe nè Dân. Mai nè, Dân có chuyện này muốn nhờ Mai. Mai giúp Dân nha. Nhờ Mai hả? Dân tính nhờ Mai chuyện gì? Mai có còn nhớ những nơi trong khu ẩm thực mà tụi mình đã từng đi khảo sát không? Có, mình nhớ chứ. Nhưng mà là chuyện gì vậy? Mình muốn nhờ Mai tìm đến họ, thương lượng với họ nhận hàng của trang trại Trường Thịnh. Được thôi. Ok, bye Dân nha. Khuya rồi, lên đi ngủ đi. Lòng con như lửa đốt, làm sao mà ngủ được hả mẹ? Con cứ như vậy rồi sẽ khổ. Mẹ không muốn con sống khổ như vậy, lại càng không muốn con khổ sở vì nhà Trường Thịnh. Vậy mẹ nói cho con biết đi, tại sao mỗi lần nhắc đến anh Nam là mẹ liên tưởng đến nhà Trường Thịnh? Anh Nam là anh Nam mà. Nói gì thì cậu ta cũng mang dòng máu nhà đó, có thay đổi được gì đâu. Mẹ, không nói chuyện này nữa. Mẹ chỉ muốn con nhớ là lúc nào mẹ cũng muốn tốt cho con thôi. Mẹ, Mai hả? Cho nghe nè. Mai giải quyết xong hết tất cả mọi chuyện rồi. Được như vậy thì tốt quá. Cảm ơn Mai nhiều nha. Khoan đã, mình không muốn nhận lời cảm ơn của Dân đâu. Bởi vì mình làm chuyện này là vì mình và vì anh Nam nữa. Mình không ngại nói thật với Dân là mình yêu anh Nam. Mình biết. Vì chuyện của Dân mà ảnh hưởng đến công việc của anh Nam rất nhiều. Mình đang cố gắng giúp ảnh lấy lại. Mình không phủ nhận anh Nam ảnh yêu Dân, chứ không có nghĩa là ảnh cũng có tình cảm với mình. Vậy Dân đã từng nói với mình là yêu một người là phải đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người đó. Vậy mà cả hai điều đó Dân không có làm được cho anh Nam. Vậy thì tại sao Dân không buông tay anh Nam ra đi? Để anh không phải đau khổ vì Dân nữa. Mình biết, khi mà mình nói ra điều này sẽ làm Dân đau lòng lắm. Nhưng sự thật nó là sự thật. Mình không chối bỏ những gì mình đã làm với Dân. Tất cả mọi thứ chỉ vì mình yêu anh Nam. Mình không muốn anh Nam phải đau khổ vì Dân. Dân sẽ biết làm gì mà đúng không? Còn riêng Mai, mình sẽ làm tất cả mọi thứ vì anh Nam. Mai yêu ảnh. Thank you.
may á, lần này mang nhanh trí liên lạc với khu ẩm thực, thuyết phục họ lấy hàng của mình. Chứ không á, trang trại của mình chắc chắn là bị chịu lỗ rồi. Trước đây giờ có bàn bạc với tao là liên hệ với mấy khu mua bán nhỏ để phân phối hàng. Nhưng lúc đó tao không đồng ý, là bởi vì tao nghĩ ở chỗ đó sức tiêu thụ không lớn. Nhưng mà thật không ngờ sức mua ở đó lại lớn như vậy. Nhưng tại sao Mai lại biết mà tìm tới những khu này ta? Chắc là Mai từng đi với dân cho nên là chợt nhớ ra thôi. Thôi, thoát được kiếp nạn này là cũng may rồi. Tao thật không ngờ Ý Nhi lại giở trò như vậy, cho nên là tao không chuẩn bị trước. Con nhỏ này thật ngang ngược, đâu thể vì chuyện tình cảm mà trở thù cá nhân như vậy được. Không nói là càng lúc nó càng lầm tới, ý mình giỏi rồi lạm quyền. Mà cũng tại tao, nếu tao có tiếng nói trong nhà thì ít nhiều nó cũng nể nang. Còn đằng này, bà Nhi à? Dạ. Bữa nay ba đi công tác, cái chuyện ở siêu thị mình á có vấn đề gì không? Dạ không ba, siêu thị hoạt động rất là tốt, mức tiêu thụ sản phẩm của mình tăng rất là cao. Mẹ nghe anh hai con nói á, bộ công ty có gì trục trặc sao mà con hết nhập hàng ở bên Trường Thịnh vậy? Ủa, có chuyện đó nữa sao? Dạ phải. Nhưng chuyện này con cũng đã làm dứt điểm rồi. Con cũng đã gửi công văn kiểm định cho bên Trường Thịnh rồi, nói rõ lý do là sản phẩm của họ kém chất lượng. Không phải lúc đầu con đi khảo sát và xem qua hàng mẫu, con nói là sản phẩm của họ đạt yêu cầu mà. Đó chỉ là hàng mẫu. Trong chuyến hàng này sản phẩm rất là kém chất lượng, chỉ có thể bán hàng giạt ngoài chợ. Làm sao con dám nhập vào siêu thị của mình? Con có đích thân kiểm tra hay không? Nhiều khi có sơ suất gì đó ở bên kiểm định. Con rất là cẩn thận, huống chi đây là chỗ quen biết, chính con cũng không muốn xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy. Mẹ nghe anh hai con nói, tất cả hàng hóa đều do một tay anh hai con kiểm định rồi chất lên xe, không có lý nào lại xảy ra chuyện kém chất lượng như vậy. Mẹ à, mẹ đừng có lúc nào cũng nghe lời anh hai. Công việc là công việc, kết quả kiểm định vẫn còn đó. Nếu ba mẹ không tin thì có thể xem lại. Con không có nói thêm. Thôi được rồi, để từ từ ba coi thế nào đã, rồi mới tính tới chuyện có hợp tác với người ta hay không. Dù sao thì tôi cũng phải cảm ơn cô một tiếng. Nhờ có cô giúp mà lô hàng bị siêu thị mini trả về mới được tiêu thụ hết. Anh Nam đừng khách sáo với em. Những gì có thể giúp được cho anh, em sẽ sẵn sàng giúp anh. Phải chi ngay từ lúc đầu chúng ta đã làm bạn với nhau thì hãy biết mấy. Chi tiết là... Anh Nam, em vẫn không thay đổi gì hết, em vẫn trước sau như một. Tôi không hiểu là vì lý do gì, nhưng tôi chắc chắn rằng ngay từ đầu cô đã đi sai đường rồi. Tôi tin vào mắt mình và tin vào tình cảm của dân dành cho cô, nên tôi hy vọng cô sớm tỉnh ngộ và trút bỏ những tham vọng của mình. Anh nói cái gì vậy? Em không có hiểu gì hết. Anh Nam, chẳng lẽ những chuyện em làm cho anh, cho trang trại không đủ chứng minh sự chân thành của em dành cho anh sao? Anh nói gì em chẳng hiểu gì hết. Thôi được rồi, xem như tôi chưa nói gì hết. Cảm ơn cô. Nếu con tiếp tục như vậy, tôi sẽ không để cho cậu ta được yên thân. Ba, ba, ba ơi, ba không được hại anh ấy. Con nên nhớ,
cậu ta là con trai của kẻ thù đã giết chết mẹ con. Ba đừng nói nữa. Nhưng đó là sự thật, mãi mãi không bao giờ thay đổi được. Ba đừng nói nữa. Ba đừng nói nữa. Con không muốn nghe. Con không muốn nghe. Nhưng đó là sự thật. Cháu sao vậy? Cháu không có sao hết. Hay là thằng Nam nó lại làm gì cho cháu buồn phải không? Không có chuyện đó đâu cô. Cháu xin lỗi cô, cháu làm phiền cô quá. Cô đi nghỉ nha. Mai. Dân à, dậy ăn cháo đi con. Ráng ăn miếng đi, nằm hoài vậy là bệnh đó. Trong lúc này, con không muốn ăn gì hết á. Mẹ để cho con yên đi. Nghe lời mẹ ăn đi, đừng ương bướng vậy được không? Con xin mẹ, mẹ hãy cho con ở một mình đi. Mẹ để cháu đây, ráng dậy ăn nha. Dạ. Dạ mời ông chủ. Nè. Dạ. Chị lên mời cô Mai xuống ăn luôn. Dạ. Dạ cô Mai xuống rồi ông chủ. À cháu. Dạ. Cháu ngồi xuống ăn luôn đi. Nãy giờ cô chú cũng đang đợi cháu đó. Cháu ngồi đi. Dạ cháu có hẹn với bạn. Cháu phải ra ngoài. Cô chú ăn ngon miệng nha. Hẹn với bạn hả? Bạn trai hay là bạn gái? Dạ bạn. Bạn trai chú. Cháu xin phép cô chú nha. Suốt ngày bạn với mẹ. Ông sao vậy? Ăn đi. Vô đi. Chú
không cần phải làm việc sao? Thôi mà, chú đừng có giận. Chú thấy rồi đó, lúc đó có mặt cô mà. Lúc này hả, cô hay nghi ngờ cháu lắm, cho nên cháu phải nói khéo chứ. Nhưng thật ra cháu đi đâu? Cháu giúp anh Nam tiếp một số người khách bên khu ẩm thực đó. Cháu thấy buồn vì anh Nam hay soi mói, hay khiêu khích cháu. Nhưng dù sao anh Nam cũng là con trai của chú mà. Việc nên làm, cháu sẽ làm thôi. Lần sau á, nếu có chuyện gì, cháu cứ nói chú một tiếng, đừng để chú phải... Cháu biết mà. Thôi thì... Ai vậy? Là anh Nam gọi cháu. Thật và đám. Tôi nghe đây, tôi đang ở văn phòng của chú. Có chuyện gì vậy? Có chuyện không hay rồi. Lô hàng xuất lên thành phố vừa bị trả về. Sao lại có chuyện như vậy được? Tôi cũng không biết nữa. Bên kiểm định chất lượng họ nói đây là hàng giả. Dạ thưa ông. Sao hả chú? Rượu dạt quá. Sao vậy? Lúc ra đây là hàng loại 3, dùng để cung cấp các nhà hàng tiệc cưới. Không biết có sự nhầm lẫn gì ở đây hay không? Ý chị là có sự nhầm lẫn trong việc đóng nhãn mác hả? Dạ phải. Chú, bây giờ mình qua bên đó coi như thế nào chú? Cậu đang ở đâu? Về đây gặp tôi gấp. Toàn bộ lô hàng á đều thay đổi nhãn mác. Cậu đừng nói là cậu không có trách nhiệm nha. Dạ chú, chuyện này là ngoài ý muốn thôi chú. Chính cậu là người kiểm tra lô hàng trước khi xuất đi. Còn ai vô đây nữa? Hết lần này tới lần khác, tôi bỏ qua cho cậu. Cậu được nước làm tới, qua mặt luôn cả tôi nữa. Lô hàng thất thoát hàng tỷ đồng nè. Cậu có tiền bồi thường không? Tôi báo chuyện này cho công an, chắc chắn là cậu ngồi tù. Chú, tất cả là do cô ta sử dụng. Chuyện này không liên quan tới cháu. Nè, anh ăn nói cái kiểu gì vậy hả? Việc anh làm thì mắc mớ gì đến tôi? Anh làm thì anh gánh đi chứ. Tất cả là cô. Chính cô đã bày ra cách thay đổi nhãn mác để kiếm lời. Bây giờ mọi chuyện bại lộ hết, cô tính đùng đẩy một mình tôi chịu sao? Không có đơn giản như vậy đâu. Chú ơi, không có đâu chú. Không phải là như vậy đâu chú. Chú tin cháu đi, cháu không có làm như vậy đâu chú. Là anh ta làm đó chú. Anh ta đổ thừa cho cháu đó chú. Cô đúng là con rắn độc. Đã làm sai còn cố tình đổ tội cho người khác. Uổng công tôi tin tưởng cậu bấy lâu nay, nghĩ tình cậu theo tôi bao nhiêu năm. Bây giờ tốt nhất cậu tự làm đơn xin nghỉ đi. Ông dám đùa chuyện tôi hả? Cậu không có quyền lựa chọn khác đâu. Một là nghỉ việc, hai là vô tù. Cậu chọn đi. Ông, lời nói luôn đi đôi với bằng chứng. Cậu nên biết điều chút đi, đừng để cái miệng nó hại cái thân. Được rồi, ông cứ đợi đó. Tôi không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu. Cả cô nữa. Chú, cháu không có. Tôi không sao đâu, chú tin mà.
Con Mai, mày giỏi lắm. Để xem mày yên thân được bao lâu. Cậu Nam, lâu quá không gặp, cậu khỏe không? Có chuyện gì không? Tôi đang bị thất nghiệp, tính rủ cậu đi uống cà phê chơi tí xíu thôi mà. Xin lỗi, tôi bận việc rồi, hẹn anh khi khác. Cậu Nam, khoan đã. Thật ra tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tôi nghĩ không mất nhiều thời gian của cậu đâu. Thôi được rồi, mời cậu. Có chuyện gì? Anh cứ nói nhanh đi. Tôi mong cậu làm chủ cho tôi. Bởi vì thật sự bây giờ tôi không biết nhờ vả ai nữa. Hôm trước cô Mai có đến tìm tôi, bàn về chuyện tráo lô hàng kém chất lượng, thay nhãn mác toàn bộ lô rượu dỗm thành rượu lại một để kiếm lời. Khi mọi chuyện đổ bể, cô ta đã đổ hết tội lỗi lên đầu tôi. Ba cậu lại quá tin tưởng cô ta, tin tưởng đến mức mù quáng. Ba cậu đã đuổi tôi rồi. Ngay từ lúc đầu anh đã có ý định qua mặt ba tôi rồi. Chẳng qua là cô ta cao tay hơn anh thôi. Và tôi được biết rằng anh theo ba tôi lâu rồi. Không lý nào ba tôi không tin tưởng anh mà lại tin tưởng cô ta. Vậy là cậu chưa biết đó thôi. Bây giờ cậu đã là tình nhân của ba cậu. Cô ta nói gì mà ba cậu chẳng nghe. Anh đừng có dựng chuyện. Chuyện của ba cậu với cô ta, cả công ty ai mà chẳng biết. Nếu như cậu không tin tôi, cậu cứ qua công ty hỏi từng nhân viên bên đó, mọi chuyện sẽ rõ thôi mà. Cô ta không phải là tay vừa đâu. Ngay từ lúc đầu cổ vô công ty, tôi đã biết rõ cổ có ý đồ. Thật tiếc là ba cậu không tin tôi, lại quá tin tưởng cô ta. Nếu như cậu không can thiệp vào chuyện của công ty, thì một ngày nào đó cô ta sẽ thao túng cả công ty. Lúc đó tôi không biết mọi chuyện sẽ như thế nào đấy. Việc xưởng rượu nó không liên quan gì tới tôi, cho nên ba tôi nghe ai hay tin ai đó là quyền của ba tôi. Tôi có việc rồi, xin lỗi anh về sau. Nam, rõ ràng là cô ta có ý đồ mà. Từ việc gây xáo trộn trong nhà tới xưởng rượu, và còn việc cô ta cố tình tiếp cận mình, nhúng tay vào việc của trang trại. Không lẽ có sự trùng hợp ngẫu nhiên? Alo. Anh Nam à, có phải anh đang bên lán trại không? Đúng vậy, có chuyện gì không? Không, thật ra Mai tính là lát nữa qua bển gặp anh Nam, có chút chuyện, chuyện bên khu ẩm thực á. Anh đang định về nhà ăn cơm, một lát nữa gặp. Ok, bye bye. Bye anh. Ngay cả người anh yêu mà anh cũng không dám thổ lộ. Như vậy là hèn nhát lắm, anh biết không? Anh nhìn lại anh xem, anh làm được việc gì chưa?
tình yêu anh cũng thua, anh có thể làm được gì lớn lao hơn nữa chứ? Bảo đang ở trước cửa nè. Bảo, sao vậy nè? Bảo uống sai rồi hả? Buồn quá, uống cho vui vậy mà. Trời ơi, Bảo ơi là Bảo. Nhìn Bảo giống thần khờ. Một thằng bất tài lắm đúng không? Thôi Bảo uống sai rồi, để Dân gọi taxi cho Bảo về nha. Dân ừ. Cái gì vậy? Bảo đang tự nhìn lại bản thân mình thôi. Không không, ai cũng nói Bảo hèn, nhưng mà Bảo không có hèn phải không Dân? Nè Bảo. Đứng dậy đi. Ngay cả Dân cũng coi thường Bảo đúng không? Nè Bảo bình tĩnh lại đi. Nghe Dân nói nè, Dân không bao giờ xem thường Bảo hết. Có hay không là do tự Bảo xem thường Bảo thôi à. Đứng dậy đi. Đứng dậy. Dân. Taxi. Ôi, Bảo không có sai. Bảo tự về một mình được rồi, không cần Dân lo cho Bảo đâu mà. Bảo tự về. Thôi. Xe hả? Bảo sai rồi. Xe. Để Dân gọi taxi cho Bảo về. Taxi. Không cần đâu. Bảo không cần xe. Bảo. Bảo nè. Bye. Mẹ. Nó về rồi hả? Dạ. Con không biết là Bảo có chuyện gì buồn mà Bảo uống nhiều như vậy nữa. Nó si tình con. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Con với Bảo chỉ là bạn bè thôi à. Bạn bè cái gì? Con á, không có bạn bè nào mà lúc nào cũng bên cạnh con từ sáng đến tối hết á. Khùng quá. Con về ăn cơm sao không báo trước? Để bà nói chị biết á, nấu thêm vài món mà con thích. Lâu rồi con rảnh mới về thăm già thôi. Với lại con không phải là khách, cần gì báo trước hả ba? Phải vậy chứ. Con còn nhớ đây là nhà là tốt rồi. Ăn đi con. Nè, con ăn nhiều chút nha. Dạ. À phải rồi Mai nè. Lúc nãy cô nói là cô có chuyện muốn nói với tôi hả? À là cái chuyện mà em muốn gặp anh Nam nói chuyện về khu ẩm thực đó mà. Ừ, lâu rồi tôi cũng không đi ra ngoài dạo. Hay là một lát nữa ăn cơm xong mình đi ra ngoài dạo đi, xong rồi bàn công chuyện luôn. Dạ được mà. Chú ăn cá đi chú. Cảm ơn cháu. Mẹ ăn đi. Ừ. Làm ở bên xưởng rượu chắc là Mai biết rõ về tính chứ? Mai có biết. Lúc trước anh ấy là trợ lý của chú đó. Nghe đâu có chuyện ồn ào bên xưởng rượu, anh ta bị ba tôi cho thôi việc rồi. Anh cũng biết chuyện này nữa sao? Thật ra thì tôi ít khi nói chuyện với ba tôi lắm, nhưng những chuyện xảy ra bên xưởng rượu hầu như tôi đều biết.
Tôi thấy Tính là một nhân tài, cho nên tôi muốn mời anh ta về bên trang trại để giúp cho tôi. Không được đâu. Tại sao vậy? Tôi thấy anh ta có vấn đề gì đâu. Chú không tin tưởng nên mới đuổi việc anh ta mà. Vậy anh cũng đừng nên tin anh ta nha. Em làm việc chung, em cũng biết gì anh ta ít nhiều. Anh ta hay dựng chuyện lắm, chuyện không nói có, bản chất gian xảo lắm, anh đừng có tin. Nói vậy để tôi tính lại coi sao. Cục chảy rồi, em đi vô ngủ đi, anh về bên trang trại đây. Chúc anh ngủ ngon. Bye bye. Em vô nhà đi. Hả? Bye anh. Trong cô ấy có điều gì không ổn, mình phải tìm hiểu mới được. Chuyện gì vậy ba? Có người theo dõi con đó. Hả? Là ảnh hả? Ừ. Bây giờ con giả bộ ngất xỉu, ba có cơ hội chạy ra ngoài. Mai con tìm thấy Mai ở đâu vậy? Sao con lại bị ngất? Con cũng không biết nữa. Lúc con đi theo cậu tới nhà kho thì nghe tiếng hét của cậu, con chạy tới thì cậu đã ngất xỉu. Vậy là con đi theo Mai hả? Chuyện này có gì quẩn khúc lắm, từ từ con sẽ giải thích cho mẹ hiểu mà. Mà cũng lạ thiệt, trời tối như vậy cậu xuống nhà kho để làm gì chứ? Mai thật sự là người không đơn giản đâu, mẹ phải cẩn thận với cô ấy đó.
Con nhất định phải tìm hiểu rõ chân tướng của sự việc này. Đi với Bảo đi. Chuyện gì vậy Bảo? Đi đi rồi Bảo nói. Giờ không đi đâu. Dân, cứ như vậy hoài cũng không phải là cách. Bảo chán khi phải làm trung gian lắm rồi. Dù như thế nào nhưng cũng phải đi với Bảo gặp Nam nha. Bảo đang làm Dân khó xử nữa được không? Nếu như hôm nay Dân không gặp Nam á, Dân sẽ hối hận. Anh Nam. Mai, Mai khỏe chưa mà ra đây vậy? Em khỏe rồi. Em tới đây là để cảm ơn anh cứu em tối hôm qua đó. Có gì đâu. Mà đêm hôm khuya khoắt như vậy, Mai ra đó làm gì? Rồi còn té xỉu nữa. Tối hôm qua em gặp ma. Ma? Đáng sợ lắm. Lúc đó có một cái bóng đen đi theo em từ giường qua. Cứ đi theo em hoài à. Lúc đó em đi vô tới nhà kho, em thấy một cái bóng đen, nó có gương mặt đáng sợ lắm, thiệt. Làm gì có chuyện ma quỷ quan đường như vậy? Em nói thiệt mà, đáng sợ lắm, đáng sợ lắm. Em xin lỗi anh. Dân. Dân nghe Bảo nói đã. Dân. Dân. Bảo xin lỗi. Thật ra Bảo chỉ muốn có ý tốt, nhưng không ngờ. Dân nè, thật ra không phải những gì mình thấy cũng là sự thật đâu. Với lại Nam không thể nào mà thích Mai được. Thật ra chỉ là Dân thấy hơi bất ngờ một tí thôi à. À, nè, hay là mình quay lại hỏi Nam và Mai cho rõ nha. Đi. Không cần phải hỏi đâu. Nghĩa là sao? Dân. Mai đâu? Cô về rồi. Mà sao vậy? Có chuyện gì? Mày thiệt là, mày biết khi nãy ai mới về tới đây không? Là Dân đó. Dân? Dân tới đây chi vậy? Dân đâu rồi? Về rồi chứ đâu. Sao tự nhiên lại tới đây ta? Mà có chuyện gì vậy? Thì mày với Mai. Mai, Mai, em đứng lại. Tại sao em lại lừa anh? Em có lừa gì đâu, em không biết gì hết á. Rồi đó. Anh buông tay em ra đi, đau quá à. Chính em nói với anh là Nam muốn gặp Dân. Rồi em lại thừa cơ hội lúc anh dẫn Dân tới. Em lại diễn một cái trò ưng ái gì đó với Nam trước mặt Dân vậy đó hả? Anh biết em thích Nam, nhưng không nên dùng cách hèn hạ như vậy.
để làm tổn thương dân, còn ảnh hưởng tới anh nữa nè. Em xin lỗi, nhưng mà em không có muốn làm tổn thương ai hết á. Em không có muốn làm như vậy đâu. Nhưng mà không phải là em nghĩ cho riêng mình em đâu. Đúng là em có ích kỷ, nhưng mà ngoài bản thân em ra, em còn nghĩ cho anh nữa. Tại sao lại vì anh? Anh à, chẳng phải nếu như chuyện tình cảm của Dân và Nam bị ảnh hưởng, vậy thì anh sẽ dễ dàng đeo đuổi Dân, như vậy không phải là quá tốt hay sao? Anh không bao giờ làm những chuyện thừa nước đục thả câu như vậy. Huống chi anh với Dân là bạn. Là bạn, em hiểu không? Là bạn hả? Là bạn thật không? Anh có dám nhìn thẳng vô mắt em mà nói là anh coi Dân là bạn của anh không? Hả? Phải là bạn không? Anh có coi Dân là bạn không? Anh có coi Dân là bạn không? Thôi được, không cần anh phải thừa nhận cũng được. Anh tự hỏi lại bản thân của anh đi. Cái quan trọng là anh yêu Dân thế nào. Đúng đó, em yêu Nam đó. Em muốn giành Nam về phía bên cạnh em đó. Vậy thì sao? Chẳng phải là anh có thể đem lại hạnh phúc cho Dân tốt hơn Nam hay sao? Anh đến với Dân, Dân sẽ không cần phải là một đứa con bất hiếu nữa. Như vậy sẽ tốt cho Dân, Dân sẽ không phải khó xử với mẹ của cô ấy. Vậy là mọi chuyện hoàn hảo, mọi chuyện sẽ rất là tốt đẹp, đúng hay không? Em nói đúng mà. Không có chuyện gì là tốt đẹp vẹn toàn cả. Không phải do anh hay em muốn là được đâu. Sao lại không? Hả? Tại sao lại không? Em nói được là được. Em nói cho anh biết, trong tình yêu là phải đấu tranh, phải đấu tranh tới cùng kìa. Chưa đi hết cuối đường mà, không ai biết là ai sẽ chiến thắng đâu. Cho dù mình có chiến thắng hay không đi chăng nữa, thì bản thân của mình cũng không bao giờ hối tiếc, anh biết không? Hỡi nụ hồng bé nhỏ của ta ơi, ta là chị thật hạnh phúc đây. Bây giờ nàng hãy nói cho ta biết là nàng đang nghĩ gì vậy? Nếu là thần, tại sao phải hỏi trong lòng ta đang nghĩ cái gì kia chứ? Vậy xem như ta chưa hỏi câu hỏi này, ta hỏi câu hỏi khác. Bây giờ nàng hãy cho ta biết nàng có muốn được sống trọn đời với người mình yêu hay không? Vậy thì thần phải hỏi xem người mà ta yêu có muốn cùng ta thề ước hay không? Vậy để ta hỏi xem. Chàng ấy trả lời rằng chàng ấy rất muốn được cùng nàng sống với nhau hạnh phúc tới trọn đời, lúc nào cũng làm nàng vui và dành cho nàng những điều tốt đẹp nhất của chàng ấy.
hư rồi à? Ba cầm lấy cái này đi, rồi ba về nhà ông Y Tuyên liền nha. Ba đừng có ở đây nữa, ở đây bây giờ nguy hiểm lắm. Ba đi đi, ba mà ở đây là con với ba lộ hết thân phận luôn đó. Chuyện đã đến nước này, chúng ta không thể xem thường thằng Nam, nhất là con. Đừng để nó lật ngược thế cờ. Con biết rồi. Ba đi đi ba. Ba đi sớm đi ba. Nếu không vì con có tình cảm với nó, con đã không để lộ sơ hở, cho nó cơ hội theo dõi con hết lần này đến lần khác. Nó là một đứa ranh ma, bản thân nó không khác gì ba của nó. Mỗi lần tiếp cận con là nó lại cố tình khai thác, tìm cách đuổi con ra khỏi nhà. Con, nó đang bảo vệ gia đình của nó, với con không là gì trong mắt nó cả. Rồi sẽ có một ngày, vì sự mềm lòng của con sẽ để con vào chỗ chết, con biết không? Con ai bắt con trả một, con phải trả lại cho nó 10. Con nên nhớ, không được nhân nhượng với kẻ thù. Con con nghĩ là từ cái chuyện thay nhãn mác cháo đậu giả, ba phải biết được thủ phạm là ai mới đúng chứ. Ba đuổi thằng Tính nghỉ rồi, nó là thằng phản phúc, ăn cháo đá bát. Thật sự là trong lòng ba không nghi ngờ điều gì sao? Con nói sao? Ba thử nghĩ lại những người xung quanh mình. Ý con là sao? Người bên cạnh mình đáng nghi ngờ nhất đó ba. Con muốn nói cô Mai à? Anh tính theo ba nhiều năm như vậy, ba phải là người hiểu rõ hơn con mới đúng chứ. Cho dù là vậy, nhưng cô Mai không thể nào có liên quan. Con đừng quá ác cảm với cô ấy. Đáng lý ra con không muốn nhúng tay vào việc làm ăn của ba, nhưng dù muốn dù không, con cũng phải bảo vệ tên tuổi cho Trường Thịnh và làm sáng tỏ chuyện này. Cho dù thế nào, con vẫn là con của ba. Ba muốn hai cha con mình phải chung một chí hướng, dù thành hay bại, cũng vì danh dự của Trường Thịnh. Mình làm gì? Đâu là kẻ thù? Đâu là người mình yêu? Con phải nhớ, tuyệt đối không được nhân nhượng với kẻ thù của mình. Con tuyệt đối không được nhân nhượng với kẻ thù của mình, con hiểu chưa? Hắn đã làm cho cả gia đình ta tan cửa nát nhà, hắn đã giết chết mẹ con. Con tuyệt đối không được nhân nhượng với kẻ thù. Phải, không được nhân nhượng với kẻ thù, không được nhân nhượng với kẻ thù. Không được, không được, không được nhân nhượng với kẻ thù. Nghe chú nói nè, con ra cháu, chiều chú đi rồi bố gì cũng chú được. Chú đi ra đi, tôi la là bây giờ. Cô tôi dơi, cô tôi ra, cô tôi ra, chú buông ra, tôi la là bây giờ. Buông ra, buông ra.
còn yêu anh giỏi như vậy. Anh thấy hạnh diện quá. Anh chọc em á hả? Cho anh biết tay nè. Không có, anh chân thiệt mà. Giờ anh không đồng ý với em đâu. Sao vậy? Tất cả những gì mà các người đang có là của gia đình tôi. Chính các người, chính các người đã bước gia đình tôi vào đường cùng. Chính các người, chính các người. Đừng trách tôi. Chính các người đã hại gia đình tôi. Là các người. Mày uống thuốc đi, rồi đi ngủ sớm. Bây giờ cũng trễ rồi, không ấy con ở lại đây một đêm, rồi sáng mai con về trang trại sớm. Lâu rồi con không ở nhà, để mẹ nói chị Hai dọn phòng cho con nha. Không cần đâu mẹ, con nằm ở đây cũng được mà. Vậy sao được chứ? Con không có sao. Lâu lâu con trai ở lại một đêm chăm sóc cho mẹ cũng không được nữa hả? Mẹ mong như vậy lâu lắm rồi. Là người một nhà, lẽ ra phải sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Bữa nay nghe con nói là con muốn gặp ba để nói chuyện, mẹ mừng lắm. Là cha con đâu thể giận nhau hoài, đúng không? Con luôn nhớ, con là con cháu của nhà Trường Thịnh. Con không có quyền lựa chọn, nhưng như vậy không có nghĩa là con đồng thuận với những việc làm của ba. Con lại nhắc nữa rồi. Thôi, con không đói nữa, mẹ ngủ sớm đi nha. Mẹ cũng ngon nha.
Khuya rồi sao ba chưa ngủ nữa? Con có nghe thấy gì không? Giữa đêm khuya vắng, ai mà thổi sáo như vậy? Thời gian gần đây gia đình mình xảy ra nhiều chuyện quá. Bây giờ lại thêm tiếng sáo quái quỷ này. Ba không muốn lo cũng không được. Vân à, Vân, con nằm mơ thấy gì mà la thất thanh vậy, hả? Con nằm mơ hả? Con xin lỗi mẹ, con đã làm mẹ thức giấc. Chắc là con buồn trách mẹ nhiều lắm phải không? Không có đâu mẹ ạ. Làm sao mà con trách mẹ được chứ? Mẹ là mẹ của con mà. Tại vì mẹ yêu thương con nhiều quá rồi nên mẹ không muốn con phải khổ như vậy. Nhưng mà con tin mẹ đi, nhà Trường Thịnh không có ai tốt hết á. Rồi nó cũng sẽ tồi tệ như ba nó, như chú nó thôi à.
Chuyện quỷ quái gì đây? Hay là chân? Đã xảy ra chuyện gì? Quỷ quái gì đây? Hay là dân? Đã xảy ra chuyện gì? Em nói sao? Sáng nay tự nhiên em nhận được một bông hồng trắng nhuốm đầy máu. Bông hồng trắng nhuốm đầy máu à? Em sợ mẹ thấy cho nên đã đem đi giấu rồi. Lạ thiệt. Bên trang trại cũng có. Bên trang trại cũng có. Ừ. Vậy ai làm chuyện này? Mà tại sao họ lại làm như vậy chứ? Anh à, em có linh cảm có điều gì đó không hay cho lắm. Em cảm thấy lo quá. Em sợ. Em không muốn thấy bông hồng đó nữa đâu. Nếu như ai đã làm chuyện này thì muốn chúng ta hoảng sợ. Mà nếu chúng ta hoảng sợ, tức là mắc mưu của chúng. Em không sao đâu. Em đừng hoảng sợ mà. Con anh ở đây. Em yên tâm đi nha. Nhân. Nhân. Con làm gì vậy? Con biết như vậy là loạn luôn không? Mẹ. Nhưng mà con đâu có làm gì đâu. Thì mẹ. Tôi cảnh cáo cậu nhiều lần rồi. Đừng có đánh gần con gái tôi. Tại sao cứ làm phiền nó hoài vậy? Mẹ. Con im đi. Dạ. Con xin lỗi bác. Dân với Nam có chuyện quan trọng muốn nói với nhau nên con mới... Còn cậu nữa. Tôi cấm cậu kể từ hôm nay không được bước chân đến đây. Nếu tôi còn gặp cậu, đừng có trách. Mẹ. Dạ thưa bác. Con chỉ muốn tới thăm Dân thôi. Bởi vì con lo lắng cho cô ấy. Con tôi để tôi lo. Không cần cậu lo. Đi về đi. Bác à. Hai đứa con là anh em cũng được nữa. Nhưng con xin bác, hãy để cho con chăm sóc bác. À không, là thím. Con xin thím. Tôi không cần. Tôi không muốn dính dáng gì đến nhà Trường Thịnh các cậu hết. Thím à. Mẹ. Chính con đã nhờ Bảo gọi anh Nam qua đây. Mẹ đừng có nặng nề với ảnh như vậy. Anh Nam với Bảo nữa. Hai người đi về đi. Thím à. Con không hiểu lý do tại sao thím lại ghét những người trong gia đình Trường Thịnh như vậy. Nhưng mà những người trong nhà Trường Thịnh không ai làm cho dân khổ hết. Mà người làm dân khổ là thím đó thím à. Cái gì? Tôi bảo vệ cho con tôi mà gọi là làm nó khổ sao? Cậu chưa có con cậu không hiểu đâu. Cậu không có tư cách lên án tôi. Đi về hết đi. Mẹ. Thím đối tiếp thương dân. Vậy có bao giờ thím thử đặt mình vào vị trí của dân và hiểu cho có ý chưa? Tụi con có làm gì sai đâu. Tại sao đối xử như vậy chứ? Cậu muốn biết lý do hả? Về hỏi ba cậu á. Ba cậu là một kẻ ích kỷ, tàn nhẫn, hủy hoại cuộc đời người khác mà không một chút ăn năn. Tao không hiểu tại sao luôn á.
Lúc á thì bác ấy nói ba mày ích kỷ, lúc á thì nhắc tới chú mày, còn nói là ba mày hại chết con bác ấy nữa. Ê, ê, ê. Nếu vậy không lẽ mày với Dân là kẻ thù? Tao chỉ phân tích vậy thôi, làm như nhìn tao dữ vậy? Tại sao mọi chuyện xảy ra cùng một lúc như vậy chứ? Bây giờ tao không biết được rằng cái nào đúng cái nào sai nữa. Tao nghĩ là mày đừng nên đi sâu vào chuyện của ba mày nữa đi. Mày cũng biết tính bác ấy rồi đó, ổng không bao giờ chịu nhận hay là nói ra sự thật đâu. Mọi chuyện càng ngày càng căng thẳng, chỉ sợ là mày với Dân không tới được với nhau. Bây giờ tao không biết phải làm gì nữa nè. Tại sao mọi chuyện cứ trút lên đầu của tao với Dân như vậy? Nam nè, tao thấy không thể nào thay đổi được suy nghĩ của bác ấy đâu. Vậy thì gì làm cho Dân khó xử, sao không giải thoát cho Dân đi? Con dọn cơm rồi, mẹ xuống dưới ăn cơm nha. Con ăn đi, mẹ không muốn ăn. Mẹ bị mệt ở chỗ nào, con nấu cháo cho mẹ ăn nha. Mẹ không sao hết, mẹ chỉ mệt, lạc miệng không muốn ăn thôi. Con ăn đi. Mẹ à, mẹ cứ như vậy hoài, con lo lắm đó. Con ra ngoài đi, mẹ muốn nghỉ ngơi một chút. Vậy mẹ nghỉ ngơi đi nha. Biết nói sao cho con nó hiểu bây giờ. Tội nó quá. Tôi ít khi đi chùa lắm. Tôi nghĩ Phật ở trong tâm. Có lẽ trong mắt chị, tôi là người phụ nữ ngang ngược, không biết lý lẽ. Chị đừng nói vậy. Tôi phần nào hiểu được tâm trạng của chị lúc đó mà.
tôi cũng là mẹ cho nên tôi hiểu chứ. Người làm mẹ lúc nào cũng yêu thương và muốn chăm sóc bảo vệ cho con mình. À nè, tôi nghĩ chắc phải có ẩn tình gì đó cho nên chị mới có quyết định như vậy đúng không? Tôi rất muốn nghe và muốn được chia sẻ cùng chị. Hai mươi năm rồi, nhưng mà tôi chưa bao giờ nguôi hận thù. Người đàn ông mà tôi đặt trọn niềm tin thì bỏ mẹ con tôi mà đi. Tôi tìm đến chồng chị để xin được nương nhờ thì ông ta phủ phàng chối bỏ. Vì uất ức quá cho nên đứa con trong bụng tôi cũng không giữ được. Ủa, vậy còn cháu Dân là... Chuyện đó thì... Một lần tôi đi từ thiện ở cô nhi viện, tôi gặp nó. Từ đó tôi coi nó như con của mình. Thì ra là vậy. Có điều này, có lẽ đến bây giờ chị vẫn chưa biết. Chú Quý... Thật ra... Trong chuyến vượt biên lần đó, chú ấy đã gửi thân nơi biển cả rồi chị à. Chị à, chuyện qua lâu rồi mà. Quán hận một ai đó rất là mệt mỏi. Tại sao chị không mở lòng ra? Ở trên đời này không chỉ có những cảnh trái ngang, vẫn còn có những mối tình đẹp, giống như Nam và Dân vậy. Nói đi nói lại, rốt cuộc chị vẫn muốn tác hợp cho con trai của chị và con gái của tôi. Chị đừng có nóng vội, cứ nghe tôi nói hết đã. Ở đời đâu ai có thể hoàn hảo hết đâu chị. Chị nói hay lắm. Có khi nào chị tự nhìn lại mình chưa? Chị đã hài lòng với cuộc sống của mình chưa? Tuy là tôi không được hạnh phúc toàn vẹn, nhưng cũng có thể nói cuộc sống của tôi không phải suy nghĩ nhiều. Đó cũng có thể xem là an phận rồi chị à. Sống với một người chồng ích kỷ, nhẫn tâm như chồng chị thì không thể nào thành tâm hướng Phật được đâu. Bây giờ chị có tụng kinh niệm Phật bao nhiêu đi nữa cũng không thể nào hóa giải được nghiệp chướng mà chồng chị đã gây ra. Gieo oan nghiệp thì phải nhận lãnh hậu quả. Nhưng mà ông trời có đức hiếu sinh, chứ cố chấp nhặt như vậy thì sẽ khiến cho tâm của mình dằn vặt hơn thôi chị. Nam nó là đứa con trai tốt. Tôi tin là nó đến với con gái chị thật lòng. Mong chị hãy cho hai đứa một cơ hội. Đó cũng là cách hóa giải mọi khúc mắc trong lòng chị bấy lâu nay. Alo. Tôi đây. Tôi muốn gặp cậu.
chuyện là sao vậy thiếp? Nó mắc chứng bệnh nan y, không thể sống quá 30 tuổi, mà cũng không thể sinh con. Tại sao vậy? Dân có biết bệnh của mình không thiếp? Nó không biết. Chính vì vậy cho nên tôi không muốn nó đến với cậu. Vì đâu có gia đình nào chấp nhận một đứa con dâu vừa đau ốm lại không thể sinh con, đúng không? Thiếp đói sao? Bây giờ mình còn cách nào để cứu dân nữa không? Còn không thể nào để cho dân sống như vậy mãi. Thật ra chuyện đó thì đứa trẻ mà tôi có với chú của cậu, ngày đó vì uất ức ba của cậu nên tôi bị sảy thai rồi. Còn con Dân, nó là con nuôi tôi. Vậy Dân phải là... Nó là con nuôi của tôi. Vậy hả thím? Con cảm ơn thím. Không, con cảm ơn bác mới đúng chứ. Con cảm ơn bác đã cho con biết sự thật. Con cảm ơn bác nhiều lắm. Thì sao? Bây giờ cậu biết rồi đó. Nó là con nuôi, nhưng nó đang bị bệnh nặng và không thể sinh con. Cậu nói cậu yêu nó, cậu làm được gì cho nó? Cậu có dám cưới nó không? Dám không? Tôi biết mà. Con sẽ cưới Dân. Dù chuyện gì xảy ra, con vẫn yêu Dân, vẫn muốn cưới Dân làm vợ. Con muốn được cùng Dân sống với nhau suốt quãng đời còn lại. Dù cuộc sống của Dân có ngắn ngủi, con vẫn muốn cùng cô ấy chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau. Cậu thật sự muốn cưới con Dân hả? Con đã quyết định rồi. Không chuyện gì có thể ngăn cản được tình yêu của con dành cho Dân đâu bác. Dân ơi! Dân ơi! Anh em! Anh à, anh làm cái gì vậy? Em cứ đứng yên như vậy đi. Anh thích được như vậy. Chỉ một chút thôi. Có chuyện gì vậy anh? Em làm vợ anh nha. Anh đang nói cái gì kỳ cục quá vậy? Sao mà được chứ? Em làm vợ anh nha. Chúng ta sẽ cưới nhau. Em đồng ý không? Anh đang nói cái gì vậy? Em với anh là... Mình được tự do rồi. Mình được phép yêu nhau đó. Anh đang nói cái gì vậy? Em không hiểu gì hết. Chuyện này từ từ anh sẽ giải thích cho em nghe sao. Thôi hai đứa xuống đây đi. Mẹ nổi óc hết rồi đây nè. Con đi xuống em. Đây hai đứa còn nhiều thời gian lắm, không cần kết hôn vội đâu. Mẹ, mẹ nói như vậy là sao? Con không hiểu gì hết. Con ngốc lắm. Tôi giao con Dân cho cậu, ráng mà chăm sóc nó. Nếu mà để nó bị tổn thương, đừng có trách tôi. Dạ, con hứa con sẽ chăm sóc chứ. Con cảm ơn bác. Hai người hôm nay làm sao vậy? Em với anh là... Từ từ Nam sẽ kể cho con nghe. Bây giờ hai đứa cần phải cảm ơn một người, là mẹ con á. Em không hiểu gì hết. Mẹ em nói cho anh nghe hết rồi. Anh và em không phải là anh em chú bác. Anh nói cái gì? Em và anh không phải là anh em chú bác.
Có chuyện gì vậy? Ông uống nước đi. Tôi muốn nói với ông về chuyện của thằng Nam. Ông cũng biết đó, thằng Nam nó rất là yêu con Dân. Tôi nghĩ chuyện không vui trước đây của người lớn không nên để ảnh hưởng đến tình cảm của con mình. Tôi định là sẽ mời chị Ngọc đến dùng bữa cơm thân mật với gia đình mình. Ông thấy làm sao? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Đừng có nói tới chuyện thông gia. Ngay cái chuyện ngồi ngang hàng với tôi nè, bảy cũng không đủ tư cách đâu. Ông à, ông đừng có nóng mà. Chuyện đâu còn có đó. Đừng để mọi chuyện đến tình thế, không còn cách để giải quyết nữa. Tôi không có thời gian đâu mà quan tâm tới bảy. Còn thằng Nam á, nó thương ai, nó lấy ai là tùy nó, tôi không ý kiến. Nhưng riêng đối với con nhỏ đó thì hai đứa ra khỏi nhà, muốn ở đâu thì ở. Tôi sẽ không bao giờ tổ chức đám cưới đâu. Ba. Nam à, hay là con về bên trang trại đi, để mẹ nói chuyện với ba. Mẹ cũng thấy rồi đó, rõ ràng là ba. Mẹ biết rồi, cứ để mẹ nói chuyện với ba, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Dạ, bây giờ con về bên trang trại giải quyết một số công việc trước đã. Có gì mẹ nhớ báo con biết nha. Cô không cần tốn thời gian để báo cáo chuyện của anh ta. Tôi không có hứng thú. Vậy hả? Cô không có hứng thú thật à? Nếu như cô không quan tâm, tại sao cô lại đáp trả anh Nam một cú bất ngờ như vậy sau khi bị ảnh từ chối? Đó là những trò minh bạch mà cô từng tự hào. Là cô sẽ chiếm được trái tim của ảnh đó hả? Tôi mắc cười quá. Cô muốn gì đây? Theo tôi đoán thì cô đang mất bình tĩnh phải không? Nếu như đã như vậy thì đừng có lên mặt ta đây với tôi nữa nha. Kẻ thua cuộc. Cô. Chú, lúc nãy cô nói gì với chú vậy? Có phải là chuyện cô muốn hỏi chú cho anh Nam cưới Dân không? Thôi, đừng có nhắc tới bả nữa. Nhắc tới bả là nhân quả nghiệp chướng, Phật trời trời Phật. Nghe nhức đầu lắm. Chú, vậy rồi chú quyết định như thế nào? Còn thế nào nữa, không đồng ý cũng không được. Cái gì? Chú đồng ý cho anh Nam cưới Dân hả? Cháu sao vậy? Sao cháu có vẻ quan tâm quá vậy? Dạ đâu có. Tại vì cháu ngạc nhiên quá. Với bản tính của chú, cháu không nghĩ là chú sẽ đồng ý. Biết làm sao được. Tại chú, ai biểu chỉ có một mình nói là con thôi. Ba mẹ con có ý là mời bác sang nhà dùng cơm. Trước tiên là để gia đình hai bên nói chuyện thân mật với nhau. Thứ hai là bàn chuyện đám cưới của con với Dân. Anh à, có dội vàng quá không? Hơn nữa, con cứ về thưa với ba mẹ con, ngày mai bác sẽ đến. Dạ. Mẹ không nhớ chuyện hôm bữa ở nhà anh Nam, mẹ với bác trai. Dù sao thì cũng đâu có tránh mặt nhau cả đời được. Mẹ qua bên đó vì hạnh phúc của tụi con. Với lại, mẹ không muốn chuyện cũ của người lớn mà ảnh hưởng hạnh phúc cả đời của tụi con. Mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Bác đã hiểu và thương tụi con, cho nên đã bỏ qua những chuyện không vui trước đây. Con và Dân có được hạnh phúc trọn vẹn hay không là nhờ ở bác.
Em cảm thấy còn có điều gì đó không được ổn anh à. Em lo lắm. Vậy điều em lo là ba anh sẽ trở mặt với mẹ em à? Ừ. Giữa ba anh và mẹ của em có khúc mắc lớn như vậy, rồi cái đột nhiên mọi chuyện lại trở nên em đẹp, làm cho mấy bữa nay em không thể nào tin vào mắt mình nữa. Anh cũng không dám tin là mọi chuyện lại xảy ra suôn sẻ tới mức như vậy. Nhưng mà mình nên tin vào điều tốt đẹp hơn chứ em. Thôi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cứ hy vọng vào ngày mai, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn với chúng ta. Anh yêu em. Liệu họ có tới không đây? Chị đã hứa thì chắc chắn sẽ tới mà. Ông ráng đợi thêm một chút nữa đi. Nếu không gì thằng... À, tới rồi kìa. Ba, mẹ. À, con chào bác trai, con chào bác gái. Chào chị. Ngồi đi. Con mời bác. Thật ra thì tôi cũng ngại đến đây lắm. Nhưng mà vì hai đứa nhỏ, tôi mong là tụi nó làm đám cưới sớm, để rồi còn lo cho tương lai con cái nữa. Còn lo dạ. cho tương lai con Giờ còn chồng lo tôi cho cũng tương giống như chị con. Vậy đó. Còn lo cho tương Hạnh lai phúc con của con cái là còn trên lo hết cho mà. Tương lai con. Phải không ông? Hả? Thôi, mời mọi người. Con cảm ơn bác. Con mời bác trai. Con mời bác gái. Con mời mẹ. Mời chị. Mời cả nhà. Con mời bác. Con mời cả nhà ăn cơm. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Đó là chuyện mà mẹ phải làm. Cảm ơn gì chứ. Dân nè, con phải cẩn thận với cô Mai nha. Mẹ thấy cô đó có ý không tốt với con á. Con biết rồi. Lúc mà em thầm liên lạc với mẹ, rồi mẹ quyết định bán nhà, thì con đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Thật ra thì Mai muốn con xa anh Nam. Con biết hết rồi hả? Hôm con liên lạc với Mai, nhờ Mai liên lạc với khách hàng bên khu ẩm thực. Mai cũng đã nói rõ với con rồi. Mai yêu anh Nam mẹ à. Tình yêu mà phải tranh giành, phải dùng hết thủ đoạn này đến thủ đoạn khác để hạ gục đối phương, thì đâu có phải là tình yêu nữa. Con cố gắng giữ niềm tin của mình, đừng để ai tác động hết. Mẹ ơi, mẹ yên tâm đi, con gái của mẹ sẽ không bao giờ đánh mất hạnh phúc của mình đâu. Cái thằng này, lúc nãy tao gọi điện rủ qua nhà ăn cơm, sao không bắt máy? Rồi nằm đây tự kỷ mình vậy hả? Bảo nè, tụi mình có được ngày vui như ngày hôm nay một phần cũng nhờ Bảo. Sao hả? Bây giờ Bảo muốn tụi mình tặng quà cho Bảo cái gì đây? Thôi, hai người vui vẻ với nhau là tốt rồi. Bảo phải ra ngoài trang trại chút xíu. Ê, Bảo, thằng này, hôm nay nó làm sao vậy ta?